Xin chào người lên kênh Phong Vũ 2367 mọi người nha. Đây là người ít kính kính râm mà kính râm mà một số kính không độ trong xanh xanh nha. Kính lão mà bên đây là ít gọng kính vào người. Bên đây là gọng nha người nha, gọng nha, lưu ý gọng người đừng hỏi là cận hay lão bao nhiêu độ mọi người nha. Gọng có nghĩa là nó không có thể sử dụng được cái chồng nữa thì nó loạn tùm lum tà la hết nha. Nên mình chỉ có thể tận dụng được cái gọng thôi. À, hai bác em đã nói rất là rõ nên rồi còn hỏi lại là lão với nhiêu độ thì em không biết trả lời như thế nào luôn nha. Mọi người thông cảm cho đã chút. Rồi đối với kênh của em á thì mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại phần tiêu đề 0934092367 ha. Cũng là số Zalo luôn nha mọi người. Đối với kính thì đơn trên 300 ngàn mọi người chỉ cần đủ anh sẽ bao phí chuyển. Đơn dưới 300 ngàn mọi người muốn được bao ship á thì thêm 15 ngàn, 195 ngàn nha. Em sẽ bao ship ở cái điện thoại. Đó, điện thoại quay phim nó trục trặc đó mọi người, đang quay cái điện thoại này nó không có được ok lắm, không mọi người thông cảm nha. Rồi bắt đầu video luôn. Đầu tiên lên mọi người mấy cái kính bô là đó, kính này kính chống phân cực mọi người, kính phân cực này đó ha, thích nha. Đó cái này mọi người nhìn đi chống chó chống chói đeo đi nắng ok đó nha mọi người. Có mẹ bên hông luôn nha, có 500 đây luôn nè, có cục 500 hit đây luôn. Polaris HD đó. Trông tương đối ok nha mọi người, trông con này ok đó mọi người, còn ok ha. Lâu hết rồi, hơi tây. Rồi con này ngang là một ngang là 140 nha. Này chỉ phù hợp cho bác nào mặc ngang 140 nha mọi người. Phù hợp bác nào mặc khuôn mặt từ 140 trở lại thôi. Phong cong ha. Đó. Trồng cao là 37 nha. 37. Trồng ok nha. Sẽ quay sát trồng cho mọi người xem nha mọi người, xem cho kỹ. Tiếp tục. A1 254 ha. A2 257 nha mọi người. Con này cũng kính phân cực luôn mà màu cam nha mọi người. Màu cam. Trông rất là ok nha, rất ok. Cái này nam nữ đều được hết nha mọi người. Nam đều ok luôn. Trần nó cao 30 35 nha mọi người. Đó. Màu cam nha. Con này thì thông số nó mất hết, không có thông số tên nhãn hiệu gì hết. Trồng nè, quay kỹ trồng một người xem nha. Trồng này ok, người gì dùng luôn ok nha. Loại càng suông. Ngang của nó là 143 nha, bác nào mặc 142 trở lại đều ok. Nam nữ đều được nhiều người. Càng nó có sơn sơn nhẹ nhẹ không ảnh hưởng gì nha. Hàng dùng rồi hàng si. A2 207. Tiếp tục. A3 254 nha. Con này của thương hiệu là Job nha mọi người nha. Đây. Job. Thông số của nó đây. 597 142 nha. Giọng thép không rỉ đó. Nước 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 si phay xước. Rồi người để ý nha, cái trồng nó ở ngoài mình nhìn ha, nhìn ha. Đó, nhìn nó xước tơ li ti, ti quá trời này. Đó. Nhưng mà khi đeo vô ok nha. Cái này là em đeo thực tế, nghĩa là em đeo luôn luôn rồi nha mọi người. Này. Nhưng mà mọi người nhìn ở trong nhìn ra này, đó, tương đối ok. Không có bị ảnh hưởng tầm mắt hết. Có cái phần của đây thì mắt mình nó không ở đây. Nó hơi mất thẩm mỹ xíu thôi. Này. Đó, nhưng mà mắt mình nó không ở chỗ đây. Đó. Ngồi nhìn vô mình để xa xa cũng nó nổi mọi người, cái vết lớp trán ở ngoài màu cam nó chống chó này kia rồi chống nắng rồi, nhưng mà cái trong còn ok nha, ở trong nhìn ra bình thường không vấn đề nha mọi người, vì nó xước to đây không sao đâu.
con này ngang 147. Đó, bác nào mặc 145 trở lại đây ok nha. Chiều cao của nó là 37 nha mọi người. 37. Đây lấy gầm cũng ok nha. Gầm con này về cái kính cũng ok luôn, gầm mới tinh. A3 254 nha mọi người. Rồi, bác này là kính râm A4 104. Chữ lên trồng hở hở này mọi người. Con này mấy này trồng BK hết nha mọi người. Mấy con phân cực phân ơ là trồng BK nha. Ngang 133. Trồng nó cao 37. Còn mắc 18 mọi người nha. 19. Nhưng mà có dê mũi chỉnh được nha. Dê. Trồng tương đối nha, có sức tơ li ti, cái này là giúp phân tay dơ, còn trồng nó còn ok lắm. Rồi con này A4 104, cái này nam đều được nha mọi người, thương hiệu ở đây. Chop chop. Tiếp theo. Món này A5. A5 120k nha. Con kính râm của nữ. Màu màu nho đấy mọi người. Rồi. Đó. Màu nho hai chồng màu cho mọi người dưới nhạc trần này. Cái gầm có bọc nhựa viền xung quanh mọi người thân. Trồng rất là ok nha. Trồng rất là ok luôn. Càng nước sơn còn đẹp luôn. Nữ đeo cái này cho bác nào nữ á. Con này ngang 150, đó phù hợp cho bác nào nữ mặc từ 145 trở lại nha. Đó. Mặc 140 vẫn đeo thoải mái không có lộn rộng nha mọi người. Trồng lớn. À, còn bác 20 nha mọi người. Trồng cao là 42. 47 chứ. Anh năm 120k. A6 140 ha. Đấy, con này trồng rất là đẹp luôn. Trồng nó rất là ánh sáng rồi đó. Trồng này. Sức tơ nhẹ xíu ra thôi. Còn lại ok nha. Đó. Rồng cũng rất là mới luôn rồi. Rồng. Có chữ Z ở đây. Chữ Z thì chữ T vậy đó. Rồng cũng rất là mới nha. À, có vết rạn ở đây này. Người yên tâm nha, khi em quay kính này cái điểm nào mà nó em chung lúc quay nó lòi ra thì em sẽ báo anh rạng nha, nhưng mà nhìn con rất cứng cáp mọi người. Phí phạm nha. Nhưng mà cứng cáp mọi người, nhưng mà vết rạn nó nhìn đợt sâu ở trong cũng thấy khó thấy lắm nha. Và con này em sẽ giá trực tiếp cho mọi người luôn. 80.000 bán gì cho gì kỷ niệm luôn. 80k mã A6 ha. 80. Này quên đo chừng ngang. Ngang 137 nha mọi người. Đó, nhưng mà nhìn đơn giản gì không thấy đâu mọi người, nhìn cái lớp rạn nó trông rất khó thấy luôn rồi. Khó thấy lắm. Không phải nứt nha, nó rạn thôi. Không phải nứt rời đâu. A6 80. A7 một cái kính phong thời bối 170k nha. Trong mấy k nha mọi người, cái này trong thủy tinh em sẽ báo mọi người trong đây luôn. Đó. Có chữ Montecelo đây. Này chiếc hàng cổ lục sĩ đó. À, mấy cái mắt này hàng cũng lâu lắm mọi người. Phong thời bối nha, đường kính nó tầm đường kính 45 nha mọi người. Ngang của nó là 130. Đó, 130 mà mặc mọi người 140 vẫn đeo được cái loại này nha. Loại phân tử bố này thì ngang nó nhỏ vậy, nhưng mà mặc mình 140 vẫn đeo được nha mọi người. Trồng rất ok nè. Trồng màu xanh rau muống nè. Đó. Rau muống này rau muống luộc hơi hở gió rồi. Hơi bầm bầm. A7 170 nha mọi người. Màu hình còn rất ok. A8 140, 140 hai con mọi người. Hai con này luôn. Bán nguyên cặp luôn rồi. Đó, mọi người mà muốn được bao ship á, thì nếu mà chuyển khoản á, thì thêm 15.000.
màu ship một người nha. Còn nếu mà sâu thì phí ship 28 ngàn người nha. Hai chồng nó màu xám, màu này con này đi đêm được nha, màu nhạt nhạt nhạt, đi nhạt nhạt, xám nhạt nhạt, ngang 1 35, cao 33, còn mắt 17 ha. Hai con này là phù hợp bán đào nhỏ này, ngang này 137, trồng cao 33, còn mắt 17 luôn. Đó, giá bán nào là nữ mặt nhỏ ấy, mà dưới 135. Dưới 135 nha mọi người. Dưới 135. Trong con này thì có super li ti thôi, nhưng mà còn sử dụng ok nha. Phong cong. Đó. Cặp này 140 nha mọi người. Còn con này trồng ok này, trồng không thấy xước luôn, còn rất là đẹp. 140 mà A8. A9 107 ha, hai con này. Hai kính này nam nữ đều được nha, nhưng mà với điều kiện là nữ đó, đây Taiwan này, ROC. Con này trồng màu 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 nho nha, phải màu màu đúng là màu nho, như rượu nho này, về mắt này, Elia có tên thương hiệu luôn nha. Đó, cái này nam đeo được nha người, nhưng mà mặt nhỏ thôi. Nhưng mà em 140 thì đeo con này không được. Con này ngang 128 thôi. Bác nào mặc 132 trở lại mới đeo được nha. Đó, nam mặc nhỏ một loại thớ nha, nữ đeo được nha. Nam nữ đeo được hết. Trồng cao 42. Còn mắc 20 nhưng mà có dây mắc nha, chỉnh được nha. Rồi, con này thì trồng cũng ok này. Con này đi nắng luôn nha. Ở trong nhìn ra nó màu như này mọi người. Nó có đường giữa mà thấy không? Đọc không? Đường giữa sáng này, hai trên dưới nó màu đậm. Rất là độc nha. Đó, nhìn kỹ nè ha. Đó. Cái bác nào mặt nhỏ thì lợi thế nha. Ngang con này cũng có 1 2 8 thôi. Nam nha, cái này nam đeo được này, nữ đeo được hết, mặt nhỏ là được, cao 45, 17, 16. Rồi cặp này 170 nha mọi người nha. Mấy này không có phải trong thủy tinh nha, con này trong thủy tinh thì em sẽ báo mọi người, 29, 170. Rồi cặp kính này không không độ nha mọi người, không độ với cái kính bảo vệ. Đó. 120. Con này thì trồng ok nè. Nói chung là hai con không trong nào mà trồng mà nó quá đẹp mọi người. Nó đều có điểm super đó. Đó. Hai con này mọi người làm đều làm việc được. Bảo hộ xài tạm. Ngang 140. Phần cao nhất là 45. Con này thì xước tùm lum rồi ha, con kia xước ít, nhưng mà em thấy đeo vẫn 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 làm việc được mọi người, thì nó không có đẹp lắm thôi, ngoại quan không đẹp lắm, nhiều người tận dụng đi phát cỏ phát ơ hay là mài cắt gì đó, ôm sát mặt luôn nha mọi người, ôm sát mặt luôn, con này bằng con kia nha, A10 120 hai em nha, A11 100k. Rồi con này là cái kẹp Polaroid này ha. Đó. Nó sẽ kẹp được những cái kính đó, ví dụ như cái kính lão rồi đi kẹp vô ha, đó, nó vừa lão vừa 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 đi nắng được luôn ha, đi nắng đi đêm được luôn, màu nhạt nhạt thì đi đêm được luôn nha mọi người. Đó, ví dụ kẹp cho mấy kính đây cũng được nha. Đó. Trồng nó là 54 mọi người. Tổng chiều ngang của nó là 130 nha. Trồng cao 50. Đó, nhìn nó có sức tơ đó nhưng mà không không sao nha mọi người. Kẹp vô đi ok, đeo ok. Test thử. A11 100k.
A12 220, con này kính chống thân xanh nè, thương hiệu của nó là Zin nha mọi người. Zin là thương hiệu của Nhật, công nghệ Thụy Sĩ nha. Đó. Từ Zin nó có hai nơi sản xuất, một là sản xuất tại Nhật, hai là sản xuất tại Trung Quốc nha. Là cái nhà máy đó thôi mọi người. Con này chống xanh xanh nha. Rồi, cái đây nãy em lâu 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 cho em giật ra nó rớt ra rồi. Rồi. Cái khớp càng này. Rồi. Lâu lâu giật cái rớt ra luôn. Nhưng mà không sao mọi người. Dính keo quá. Nhiều người xử lý vô đây nha. Còn có để em kiếm thử có cái càng này dư không? Gắn thay mọi người nhưng mà hình như không có sao. Zin này bán hết. Đó. IBC là chuyên dùng cho máy bác ngồi xem máy tính nhiều rồi. Thông số 53 16 141 nha. Con này nó đẹp thì không có giá 220 mọi người nha. Thằng kia thì nói chung là em đã kiểm tra rồi, tình trạng như nào thì mới bán giá chỉnh giá rồi mọi người. Trông rất là đẹp nè, trông nguyên bản đó nha mọi người, trông không phải trông cắt nha, trông nguyên bản luôn. Đó người để ý nè, có một cái người thao ở trên này, trong kính đó, nên lưu lại ánh này, ánh sáng này. Đó mấy trong kia là xuyên thấu quá luôn, trong ánh xanh này mọi người. Con này nam nữ đeo được ok hết, chữ cháy ok luôn, ngang 40, trồng cao 27 ha, trồng rất là đẹp nha mọi người, trồng rất là đẹp, hàng xi mà trồng này đẹp lắm, giọng cực kỳ nhẹ luôn giọng này. Đó. Bị một điểm duy nhất đây thôi, càng hết rồi nha người, càng này em hết rồi không có thay rồi đó. 220 là coi như là bị lỗi cái càng là em giảm giá mọi người nha, chứ phải là lên đây mới bị rồi mới chỉnh mới đưa ra giá. Còn có đỡ lại bữa nay có dịp à, em kiếm cái càng khác này thay chắc lâu ạ. À. A13 200, con này cũng chống ánh sáng xanh luôn nha, chắc là máy này test cho máy hết rồi mọi người, này lên đây thì cầm cái này cho kiểm tra dòng người nó tiện hơn thôi. À. Đó. À. Chống ánh sáng xanh nha, con này cũng có bảo vệ mắt được nè, này có cái viền nó không có bự bằng máy con bữa thôi, có tên có mã rồi hết nha mọi người. Này, hàng bình dân này em cũng không có lấy giá cao, ngang 142 trồng cao 27 nha mọi người. Còn mắc 16 trồng rất là đẹp nha. Đó lưu ý nha, không phải là cái ánh tím này kia mà là chống ánh xanh nha mọi người, đó là quan điểm sai lầm đấy. A13 200, hình như bác hôm bữa bác nào ta bữa bữa hỏi em là sao cái kính này nó ánh nó trắng 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 như vậy mà sao nó chống được ánh xanh đó. Đó. Thì cái này em nói nhiều lần rồi nên em không có nói lại nha. Ngang 142 nha mọi người, cao là 34, chống ánh sáng xanh nè, con này chống ánh sáng xanh này rộng hộ phách, đừng là cứng cáp, còn mắc 16 không mọi người. Cách với em buổi A14 200k nha mọi người, chống ánh sáng xanh, trồng rất ok nha, trồng rất ok. Tiếp tục con này A15 156 nha, con này còn trong ánh sáng xanh nó trong này nó có ánh này người thân cánh này nguyên bản hết nha mọi người, tất cả trong này đều nguyên bản nha, nó hơi ngả vàng này không đó, giống như cái kính của em đang đeo á, kính này các tiệm 900.000 đó mọi người, không rẻ đâu, nó mọi người cắt ra cái gì về 100.000 xài xin nhờ đó, cái mấy cái trong rẻ em đi cắt thử chóng mặt lắm. Sự là chồng rẻ đeo chống mặt, mấy cái chồng nguyên bản đều khác biệt hẳn nha. Đó, một cái sức tơ đây còn lại ok nha, thông số của nó là 52 16 147, 52 16 147 nha, ngang là một ngang là 137. A15 160k
A16 180 mọi người nha. Đó, con này cũng trong ánh sáng xanh này, mọi người thấy trong trong veo không? Không có màu có mè gì đâu. Đó. Lô sale mà không đủ ánh xanh thì như không có. Lô sale toàn kính dài dài không à? Hình như vậy đó, em không nhớ nữa. Cái lô này thì nó không đẹp lắm. Không đẹp thiệt. Bên bỏ rất là nhiều luôn, bỏ nửa thùng kính. Đó. Đó. Cho bánh xanh nha, kiểu bắt mèo này, cho bác bắt nữ 180 mọi người nha. Đó. Nếu bác nào mà xài kính không độ mà trong ánh xanh này rồi, mọi người đeo thấy thì khác biệt với một cái kính ánh xanh mà mọi người đi cắt ở ngoài mấy trăm ngàn, em nói thiệt nha. Thì trong nguyên bản của nó cái kính đâu râu 180 này, do đeo mấy kính 800 900 mà không có cửa. À, em giờ em tốn cái kính kính này các tiệm nè, các tiệm người ta ánh tím tím rồi, em toàn để không, em đâu có đeo đâu. Cái này nè, cái 900 ngàn rồi, ít khi đeo lắm, thì đeo nó vẫn nhức mắt rồi, lâu rồi nó vẫn nhức mắt. Còn mấy này đó, nó nữ tính này kia, nhưng mà đúng là em đeo làm em coi điện thoại cả ngày không sao. A16 180 bài học xương máu ngang 145. Rồi con này A17 200, con này không có chống ánh xanh mọi người nha, người ta ánh ánh nè. Này này dễ chống ánh xanh là không độ nha. Không độ, dễ ánh xanh. Này nguyên bản hết nha mọi người. Thương hiệu này, Reebok nó khác chìm luôn nha. Made in Japan luôn nè. Đó, cái này gì lấy gọng này, trong kim loại. Thấy kim loại hình mũi tên rồi không? Hình mũi tên này, đó, ở ngoài là ngoài là bọc nhựa acetate nha. Thông số là 53 18 145. Gọng còn mới mọi người, không độ mọi người nha, là đeo ok. Ngang là 143. Con này thử đi coi. Con này không phải blue control luôn. Này lấy gọng ok đó mọi người. Gọng cái kính này gọng đẹp cứng cáp luôn, bắn lên. Trời, không là những cứng cáp xịn mới ken. Trần của nó cao 35. Không độ nha mọi người, trông rất đẹp luôn à. Không chống ánh xanh nha, nhưng mà gọng xịn. Mới in Japan luôn, A17 200. Rồi lên mọi người ít kính lão nha, nói chung lão bữa nay cũng không đẹp mọi người. Kính không đẹp, A18 24. Chắc đâu được con đầu tiên này của Đức này à. Sức mẹ này không đường. À, con này là Cookie Metal. Đó, Super NI. NI là gì ta? Server là Chrome alloy giống như trên mấy cái khóa người. Đó, gọng ok nha, cái này chắc của Đức này. Hàng cổ lắm. Về bác có lão hóa luôn. Con này lão 125 nha. Con này chồng để em kiểm tra coi. Trong trồng thủy tinh nha mọi người, con này trồng thủy tinh nha, trồng thủy tinh luôn, ngang nó là 133. Đó, con này gọng cổ á, gọng tương đối ok đó mọi người, 125 nha. Bị một đường ngay đây, nghe con mắt mình thường, con mắt ở chỗ đây, mắt mấy lúc nào rồi mà con cách mắt rộng ở đây nằm đây, đó rất là nghiệt, nó có gạch nó luôn, có ảnh hưởng tầm mắt đó mọi người, trồng thủy tinh nha. Này như của Đức luôn rồi, Đức hay Nhật cổ lắm. A18 24. Chiều cao trồng 43. Tiếp tục. A19 150. Con này lão 2 độ mọi người nha. Lão 2 độ trồng trồng tương đối ok nha. Không thấy vết sức nào đáng kể luôn. Gần nhựa ha, cái này hàng chưa cháy ok này. Ngang 137. Trồng đẹp ha, trồng cao 20 30 nha. Đó, trong lô này không có ngon mọi người, kính kính cỏ cỏ không. A20 100k, con này 2 độ, hàng chữa cháy nha mọi người, trồng mới ken này. Đó, mua về đeo chữa cháy nha, một cái gọng nó tróc xi tróc ơ kiểu lùm lùm đó nè, nhiều người về đeo chữa cháy nha. Thêm 15.000, ở trong 15.000 có cái 2 độ chữa cháy trồng đó nè. Đó,
mấy cái chồng Mika cổ cổ của nó là người tính này nó vẫn ngon đó người, dai nó không có, nó không giòn những cái chồng Mika cách mới ở Việt Nam 20-100k là 2 độ nha. Con này cho bác nào chữa cháy ra ngang 140 càng xấu quá mà trong cũng mới khen. AH1 254 con này là lão 225 mà trong bánh xanh nha, lão 25 trong bánh xanh trồng nguyên bản nha mọi người, trồng nguyên bản không phải trong cách nha. Đó. Nguyên bản mắc ca mã nè ALK G5050 thông số là 53 180. Đó. Còn khá là ken nha. Điện thoại kia của em quay nó bị lỗi mọi người, bị hư. Cái này quay nó lấy nét dở quá. Sơn sơn nhẹ xíu ở dưới đó thôi. Không đáng kể. À, mong mọi người thông cảm nha. Cao 33. Ngang là 140. Nam đeo được nha, chống ánh sáng xanh nha mọi người. Quên nhớ test phát nha. Đây, test nha, ở giữa này ha. Đó. 24 trồng đẹp cho mấy cái càng nó không mức bình thường đâu mọi người. Cái gặm nó không mức bình thường nha, không gọi là xịn sò. Nhưng mà trồng đẹp nha. A21 24 trồng nguyên bản nha. Rồi này bán cặp mọi người. A2 100k cặp. Đó, 2 đồ rưỡi nha. Rồi. Chưa cháy thôi. Sờn người đây. Dạ mọi người nhìn kỹ cái trăm của nó nha. Không đẹp mọi người, 2 đồ rưỡi ha. Ngang là 145. Rồi con đây trồng ok nè. Trồng tương đối ok nè. Tương đối ok nhưng vẫn bị xước li ti ra xí nè. Đó. Càng xấu. Lưới mọi người nha, xấu. Người hàng người đeo tạm chữa cháy thôi, hai cái 2,5 độ này 100k 115.000 có hai cái và đeo rớt dục đeo chán đó, đeo quýt cơ mà thua cơ là đem kính nó đập rẻ nhất có thể trên cơ thể luôn. A23 104 2 lão 2,5 độ nha, con này lão 2,5 độ thương hiệu này Green Lopper của nữ nhờ người trồng tương đối ok. Ngang 145 đó, rất là nữ tính, hoa hồng hoa hèo này trồng tương đối ok nha. 140 là 2,5 độ ha, đúng rồi kính này đỡ riêng nha cho chị kia chút hỏi. Rồi tiếp cặp này 130k mã A24 lô này cứ cứ cặp cặp là thở luôn, bỏ nhiều lắm mọi người, là 2,5 độ nha. Cái giọng nó là bị tróc si quá trời luôn, đốm đốm rồi không, nhưng mà trồng tương đối nha, như con này trong ánh sáng xanh luôn sao. Ừ không có trồng sức tơ li ti này, mà đeo sử dụng ok nha mọi người. Càng chỉ này giọng lục giác dây mắt này mới mà cái càng thì tróc si tróc si nè. Trên đây không có tróc nha, tróc là cái chỗ trồng kính này cũng có tróc. Hình bát giác này nam đeo được nè. Cao 35 ngang 135. Rồi tiếp tục con đây 11 vết xước ở đây, xước tơ này, xước này người sao. Con này cũng 2,5 độ luôn nha. Con này ngang 137 cao 37 27. Rồi cặp chữa cháy này mọi người 130 nha. A24 à, xấu quá. Xấu thiệt. A25 7 con này có bật cơ luôn 2,5 nha. 2,5 toàn chữ tàu chữ tơ, chữ nhật nha mọi người. Chữ tàu đó. Mới chưa xài. Giấy trồng ok luôn. Rồi, thông số nó không đỡ nay em đo nha. Chính đây bình dân ha. Ngang một ngang 138 trồng cao 28 nam nữ đều được nhiều người
Máy này là máy kính bình dân thôi mọi. Chưa xài luôn nha, A25.7. Nó có đỡ số độ với nó phù hợp với khoảng người độ bao nhiêu tuổi tới bao nhiêu tuổi mà. Đó. 2,5 độ, bác nào đọc báo sách 2,5 độ ok nè. Đó, nhưng mà 2,5 độ mà để mà nhìn xa những viễn là nặng lắm mọi người. Này dùng lão mà đọc gần thì được. Đọc báo thì được. Nhưng mà viễn là nó 2,5 độ nặng á. A2680K, hai con Malaysia đây. Đó, con này á, nó chỉnh như này người, khi mà mình chỉnh ra vô này nó sẽ thay đổi độ ha. Thay đổi độ người ta. Thì trong nói này thì bó tay một người gì thử nha, Mika người gì thử đánh đâu được không? Đánh bóng các kiểu được không? Độ của nó từ 2 đến 2,5 độ nha mọi người. Cái này 2 đến 2,5 độ thôi nha. Là khoảng từ 0 tới 2,5 độ, có nghĩa là khi một người dặn á tới một cái điểm nó sẽ là 0 độ. Dặn qua đây. Tối đa sẽ là lên 2,5 độ nha. Cái đây là từ giải từ 0,25 tới 4,25 nha mọi người nha. Đó, là người có thể điều chỉnh được khoảng từ 0,25 tới 4,25, không phải là hai đa trồng nha mọi người. Không phải là trên dưới đa trồng nha, như là một cái trồng đó này, hai cái trồng nó xen kẽ người. Khi mà người dặn á tới cái đoạn nào là nó thành một cái lộ độ đó. Đó, nhưng mà cái trồng nó như này mọi người, rất là phí. Giờ người nghiên cứu nha. Malaysia thông số 4922144. Là không biết có cứu chữa được không. Đọc lạ nhưng mà rất tiếc chồng không đẹp lắm. A2680 này, người gì nghiên cứu thì có thể sửa được nha, có thể sửa được mấy cái đồ xước này hay nữa xước đục nữa. 80k dòng người gì thử tìm yêu khoa học A26. Nhưng mà kính này đọc đấy, điều chỉnh được độ rồi, rất là tiếc. Rồi A27 hai con, hai con này trăm tám là mua bán con này là tặng con này nha người, không có bỏ con này là từ tiền đâu nha. Em mới là em đi giá một con này thôi, nó lẻ con này em bỏ vô nha, chứ không phải một người kia thôi tôi lấy một cây này thôi trừ tiền ra không có nha. Này là em tặng kèm một người thôi, có bỏ ra hay là có lấy thêm cũng vậy. Ngang 130 là mọi người lưu ý chỗ mấy cái mà tặng kèm đó nha. Thông số là 48 18 133 chống ánh sáng xanh nha mọi người, nữ đeo. Cái này lớp sơn mọi người về lấy mua chai tẩy sơn về tẩy luôn nha, tróc nhẹ ra xí thôi, chỗ càng là xí đó. Ở trên mặt trên ok nè, đó mặt dưới ok nè, ngang 130 cho nữ nha mọi người, cao 27 hoặc là bắc nam chữa cháy cũng được. Chống ánh sáng xanh, người không thích sơn đỏ người gì mua cái tẩy sơn 22.000 chai về tẩy nha. À, ok nha, trong anh danh này cái này tết không ngon nên mua cái bút xinh xinh đó. Chưa tìm được cái bút nào mà xinh lắm rồi. Đây tróc sơn ở chỗ hai càng rồi thôi nha, còn lại ok. Có một người giờ không thích màu đỏ thì tẩy đi chữa cháy cũng ok. A7.8 nha, chưa hết mọi người, lão 275 và trong ánh xanh nha. Rồi bồi thêm một người cái đây 2 độ. Nhiều người thử dùng tạm chống cháy. Chồng cũng tương đối. Đó, lô xấu quá. Bỏ nhiều lắm, tính lão bỏ quá trời luôn. Kiểu như đây mấy bác khách hàng trước trước nữa thì em đưa lên tặng hay chứ con nó. À như đưa đây, có cái game bỏ luôn. Cái này 1,5 độ là tặng nha. Sức tơ tặng nha mọi người. Rồi bán cái đây thôi. A28 100k. Con này thương hiệu là Kelog nè, Kelog. Có lô thu càng này luôn nha. Con này lão 3 độ nha mọi người. Càng kim loại nó bị tróc xi đây xí này. Thành ra tặng cái kia cho mọi người bầu thường. Ngang 130, trồng cao 25. Này 1,5 độ ha. Rồi con này ngang tầm 140. Cái đây 3 độ, cái đây 1,5 độ nha mọi người. Màu đỏ này có thương hiệu luôn. Cái càng gì cái này lấy gặm cũng sai được luôn á. Bán cho nó đỡ chặt nhà cho rồi. Tiếp tục, cái này hai cây tiếp. Cái này lão 3,5 độ và chống ánh sáng xanh nha, 160. Con này.
Đó, lão ba đồ rưỡi vào trong ánh xanh nha mọi người. Kè kè titan nhưng mà cái lớp xi mạ nó bị chóc nhiều lắm ở đây. Ha, đó. Về máy. Ngang 135. Có hai hộp đá sao luôn hả? Nữ đeo, nam chữa cháy ok, ngang 30. Rồi, thêm con này 4 độ. Trần ok nè mọi người. Có con vết tơ xíu gì đó thôi. 4 độ nha. 4 độ này hàng tặng kèm nha mọi người. Ngang 138. A29 nè. Lão ba đồ rưỡi vào trong ánh xanh nè. Trần tương đối ok nè. À, mắt nó nhỏ. Cái này nữ, bác nam chữa cháy ok. Càng thì gần titan đó nhưng mà là sâu nó hơi tróc xi về sâu nè mọi người. Rồi tặng mọi người thêm con đây. Để bán gì cho tặng A29 160. Rồi giờ lên gọng mua nha. Lưu ý với em là gọng nha, gọng có nghĩa là không có hỏi độ nha mọi người. Nhiêu độ là em không biết đâu nha, không đo. Thì nó không sử dụng được trồng em mới bán gọng. Là mọi người hiểu lý do rồi. A30 254. Con này gọng titan made in Japan nha. À. Thông số là 60 18 145 mặt lớn ha. Nóc lúc nha. Rồi, về mắt mới ken. Con này mới ken nha mọi người. À, mặt to. Con này ngang 153. Nhưng mà em thử coi. Mặt em 140 42 nha. Ok mọi người. Càng nó quặp vô tay nè. Đó, mọi người là mặt mọi người từ 150 tới 140 đeo ok nha, mà dưới 140 thì sẽ hơi rộng. Có nghĩa là em đeo 142, đeo ok, không rộng, không sụp sịch, không gì hết. To bự ha. Mới ken luôn, sơn còn ken luôn rồi. Mất in da băng. Gặp này nguyên khối titan luôn. Ô titan luôn. A30 24. Tiếp theo A31 201 nha. Con này cũng gặp titan luôn. Ơi em này mắc in China đó. Đó, cái này hàng China xuất Nhật mọi người. Titan. China. China thì bán giá chứ. Ê, mọi người đừng có khinh hàng China nha. Hàng China nó xuất ra nước khác, dù nó xuất qua Nhật luôn nó phải đạt tiêu chuẩn của Nhật thì nó mới ấy. Nhưng mà em vẫn bán rẻ cho mọi người thôi, 180 dòng nè. À. Đó, made in China. Dây mắt nè, hình con sò luôn. Giọng tương đối nha, cái này nó có xúc tơ nhỏ xíu rồi rất là khó thấy mọi người nha. Đó, nó không thể như hàng mới được. Ví dụ nó mới thì em làm gì có bán giá này mọi người. Con này mới mới ken nào em bán 24 này nha. Nhưng mà cái giá đó mọi người không khó mua được ở đâu đấy. Nói thiệt. Ngang 145. Nước sơn ở dưới nè, ok nè. Nó không gọi là vết xước tơ mọi người, nó gọi là gì ta? Nó gọi là gì? Đây, người rất khó thấy luôn nha. Bình thường thì không thấy đâu. Soi rất là kỹ luôn thấy. Cao 40. Ngang 145 nha. 231 108. Rồi, A32 3 rưỡi nha. Đây, đây là cái trong riêng biệt của người, nhưng mà nó là của nó nha. Rồi, tháo ra được. Cơ chưa? Không độ nha, cái này không độ nha. Đây, đưa vô. Đó. Đó. Ok chưa? Hai bên đi nhau nha. Đây là trọng dinh của nó nha mọi người. Nó có 500 hit á. Rồi đưa vô. Ô quên, đưa dưới đó. À. Đưa lên nhà cũng được nè. Trọng. Còn cái kính ở trong là gọng treo mọi người nha, gọng treo. Gọng titan B thông số là 54 16 140. Thương hiệu là Manga Flip. Dây mắt nè. Mới cấu hả? À. Đó, gọng tương đối ok nha, có stability ở trên càng. Không ảnh hưởng nha mọi người. Rất là độc. Cái này ít khi có lắm nha mọi người. Bác nào thích hàng độc thì nó đây. Ngang 140. Trồng phần cao nhất nó là 35 nha mọi người. Nhiều người cắt kính cận lão cũng được, đút cái này vô đi nắng được luôn nha, rất là tiện. Thích thì mình tháo nó luôn được đó, đút vô có 500 nha, 500 hít rất là ok luôn đó.
A32 3,5. Rồi, A33 24 nha. Cái này một cái gọng cổ này không biết phải bọc vàng không mọi người. Cái càng của nó mờ quá là thông số nó không có đọc ra nha. Đấy, cái nào trên càng thì em có đọc thấy thôi. Mavic. Cái này của Đức nha. Càng 140. 140 nha. Vàng ươm luôn. Trên đây nó có thông nó đỡ thông số này, nó đỡ này. Optima nha, này 18 mm cầu mát 18 này, dây mát này. Này không biết phải bọc hay không. Rồi, bán này bán mù 24 rồi nha. Không có thông số bọc. Ngang 132. Trùng cao 35. Nó có cái mai mà mất cái mai mọi người. Mai dạng ốc nha. Rồi, bán cho người gì tự nghiên cứu. Có được bữa nay em nghiên cứu trong A33 24. Thì trong lô bán đại luôn rồi, đến trưa lại làm biến. A34 26. Con này gọng khoan nha, thương hiệu là Cassette Flani. Castellani Milano. Gọng Nhật nha mọi người, gọng Nhật, gọng Titan NTC này. Thông số là 56 16. Rồi chiều ngang mọi người đừng quan tâm nha. Thôi kệ đó. Nếu mọi người muốn chép nguyên bản cái trồng zin của nó thì ngang là 140. Còn có mọi người thích nâng to ép nhỏ này tùy. Các cái trồng nhỏ lại nha. Nam tính luôn, nước sơn này. Dây mắc này. Gọng khoan nam tính nam nhiều người logo này này à. A34 26 A35 200k nha. Con này 100% titanium, thông số là 56 17 141, thương hiệu là Milastone nha. Này dây mắc Milastone nó đây, mới cấu luôn ha. Đó. Cái này là thép Âu, là đây là titan nên người giữ thể đánh bóng là được nha. Rồi, cái sức tơ này không đáng kể đâu người. Dòng hàng dùng rồi mà. Nhưng mà ngoại quan nó còn rất là mới nha. Người nhìn tổng thể đó nè, rất là mới nè. Đó. Cái tiền nào của đó người muốn mới cấu đó. Cái lô gọng mới đó, là bán giá phải trên 300 ngàn một cái mới dám mua. Là đồng giá không rồi không, cái mà cái thấp cái cao cũng không được, mua không nổi. Giờ đây em không có mua nữa, không mua gọng mới nữa đó. Ít nhất là 300 ngàn một cái người, nhưng mà đã đánh đồng nha, gọng nữ gọng nam luôn á. Gọng nữ là titan rồi, bán 200 chục lét rồi. A35 200k nha. Mấy cái này đánh đánh bóng nha, người khó thấy lắm người, nhìn tổng quan nó thì ok lắm người. Đấy là Stone ha. Cái bản lề nó có lò xo luôn này, đàn hồi luôn này. Đó. BA35 200 nó tùy theo cái độ mới len keng mà có sức tơ hay không. Đó, thì giá cả đây đây nha. Chứ còn mới keng mà xước rất là ít nha, là mới không xước luôn. Đấy, 200 mấy 300 mà lên. A36 180. Cái này gọng nữ. Người đừng hỏi nó bao nhiêu độ nha, cái này nó bao nhiêu người thấy không, hai chồng đó, nhưng mà chồng từ lương không biết hết, loạn xin ngầu đó. Hoa văn nè, vàng ươm lấy cơ vàng nha. Đó. Cái này vàng, cái này một trắng, cái này vàng, cái này một trắng, vàng ươm dòng ba mảnh ha. Bắt ốc nha mọi người, ốc có núp chụp luôn nè, mới cấu à, nữ đeo. Rồi, A36 180, máy này không cần đo, người thích cách to to, cách nhỏ nhỏ. Nguyên bản của nó là một 30 nguyên bản nó 135 mọi người. Người thích cách to được nhỏ dễ. A36 180. A37 190k. Gọng mọi người nha, gọng 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 nha. Gọng gọng thôi. Đây, con này là Made in Japan. Có sẽ có 19 rồi ta. Ủa. Có lộn giá không trời? Thương hiệu Bia Cạch Đinh rồi. Đó. Made in Japan thông số là 52 17 140. Sẽ con này có
Ủa, cứ lộn giá không ta? Đúng, còn tương đối ok đó mọi người. Ken xà beng đó sẽ có 59 rồi ta. Lô con này ngon mà. Đâu, bị gì ta? Đâu có bị gì đâu. Đâu bị gì đâu. Lỡ sẽ có 89 này. Dán lộn giá hai con với ngang 135 ha. À, trồng cao 35. Thông số năm 27140 nha. Dạng titan. Ép titan rồi, full titan luôn. Thương hiệu là Gum Metal rồi đó. Bia cạnh đinh nha, da mắt nè. Mới cấu luôn. Con này quá trời lời luôn mọi người, 190k. Hốt lẹ. Rồi, A39. Ủa. À, 39, 38, A39, 254. Con này gặm con Ken này ha. Ken xà beng luôn. Đó. Trung hàng dùng rồi nhưng mà khó tránh khỏi một số vết xước nó rất là nhỏ, rất là khó thấy nha. Thì cứ theo cái giá cả là nó hiển thị đó mọi người. Cần Titan Made in Japan này ha. 54, 16, 145. Ly chích. Rồi con này ngang tầm 140 luôn. Ngang 140 nha. Đó, vàng thông dụng nè, 140. Trồng cao 34. A39 254. Ủa, dòng Ken nha mọi người. Ken xà beng. Rồi A38 200k. Con này dòng Titanium B, thông số là 56 15 140. Con này thương hiệu không thấy mọi người, thấy cái dây mắt có chữ T phẩy thôi. Đó. Ngoại quan là nó cũng bị gì ta? À, lão hóa cái càng nè. Này gì đánh cà na thử nha. Đồ, thấy cũng ken ghê ta. Đây. Cân xíu rồi người thân. Đó, nên mà xíu nè. Sần xíu nè. Sần xíu nè, xíu nữa. Sần xíu là mất giá liền nha. Giọng vuông nam tính luôn. Ngang 137. Cao 45. Đó, ngoại quan á, mọi người nhìn cho mặt tiền đó. Còn ken xe ben luôn nha. Chỉ bị chấm nhỏ đây thôi. Đó, mất 40 ngàn liền. 238 200. Rồi mã cuối cùng hôm nay. Con A40 200k. Con này gọng Titan nha người. Cái thương hiệu nó nằm như đây nè, mà đọc không có ra. Juno. Thông số là 54 16 140. Gọng này bọc hộ phách ở ngôi màu người thân. Nó bọc ở ngôi cái viền giống như hộ phách này. Này nữ đeo nha. Nam đeo cũng được mọi người. Đó, rất là đẹp. Nó không làm cho cái giọng của mình đó, nó bị chảy trước tơ li ti hết. Đồ, ngoại quan ok rồi. Rồi cho các nam nào thích form này hay là nữ nha. Mặt nhỏ, con này chắc ngang tầm 130 thôi. 132 nha mọi người. Ngang 132. Trong cao 45. Đó. Giọng đẹp nha. Ken đấy. A40 200. Rồi. Video hôm nay thì chủ yếu là có gọng đẹp thôi, mấy cái kính lão không có đẹp mọi người thông cảm á. Kính lão đẹp thì để lâu sau coi thử như nào mọi người. Giờ này kiếm kính lão đẹp hơi khó. Rồi, mua hàng liên hệ số điện thoại phần tiêu đề giúp em nha, 0940092377 cũng là số Zalo luôn. Đó, mọi người theo dõi những cái video khác thì đăng ký hôm nay. Tuần này sẽ về máy đo huyết áp. Đó, book nha mọi người. Nhưng mà máy đo huyết áp chắc mai mốt cái gì tới thì em sẽ lên luôn. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người.